Vâng, kính thưa quý cộng đoàn, đây là những vũ công tí hon của chúng con đấy. Rồi, và cái tiết mục này là cũng cho con điều hợp cho nên là... Rồi chưa, bây giờ tụi con đứng vô spot của tụi con chưa? Sao chật quá vậy ta? Rồi, rồi bây giờ xin mời các ca sĩ xuất hiện dùm cho cô Thiên An nào. À, xin mời các ca sĩ ra đây sắp hàng dùm cô Thiên An luôn để cô giới thiệu nào. Vô. Ca sĩ chính ra, chưa ra thì mình giới thiệu ca sĩ phụ trước. Rồi đây là thưa quý vị, đây là ca sĩ tí hon Mimi, ca sĩ phụ bè. Và đây sau đây là bốn ca sĩ chính. Đây là ca sĩ Xavier, rồi ca sĩ Ivy, là đây là ca sĩ An Tiên. Rồi, còn một ca sĩ nữa đã ready chưa đâu? Đâu đây ạ? À? Đây, đây là ca sĩ Orlando, đẹp trai không quý vị? Rồi, bây giờ nha, đấy, nhìn rất là chuyên nghiệp không quý vị? Rồi, bây giờ xin mời cô chú Bảo Nguyên cho xin nhạc nhé và xin mời quý cộng đoàn cùng thưởng thức sau đây. Making spirits bright, what fun it is to
Thank you so much, beautiful singers and dancers. Nào cô Thiên An chắc chắn là ba mẹ, cộng đoàn và nhất là cha Tân rất là cảm động và cảm kích chúng con, là tại vì chúng con dám hy sinh cái thời gian chơi games và đến đây tập giờ suốt một tuần qua mỗi một buổi tối. À, một lát nữa đó thì các con nhớ đi kiếm cha Tân để xin kẹo nha. Cha có kẹo cho tụi con đấy. À, rồi bây giờ thì cô Thiên An xin mời các con rời sân khấu để cô Thiên An giới thiệu tiếp mục khác. Các con có thể đi đường này xuống cũng được, không cần phải đi đường kia. Cảm ơn các con nhiều lắm nha. Hay không quý vị? Tụi con, liên gia đoàn tụi con rất là mừng là chia già bây giờ đã có măng mọc rồi. Vâng, kính thưa quý cộng